lo về Phật. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 7 năm 2024. Thụ ngồi nghe buổi chúc có mấy lời nhắn nhủ, cái này là nhắn nhủ thôi, nhắc nhở ngắn thôi. Bao nhiêu chuyện xảy ra ở bên Mỹ và bên nước Việt, giữa chánh và tà, hai bên, bên đen bên trắng, đến lúc này phải tách ra lưỡng cực, thì đứa nào thích bên nào thì bên đó. Đứa nào ở lại với sư phụ thì về cha mẹ, đứa nào qua bên văn hóa cội nguồn của Cao Đức Toàn với của cái ông bụng phệ mà xưng là Phật Di Lặc thì theo gọi là địa tà tiên. Họ cũng có thần thông, nhưng mà thần thông của tà tiên thì sẽ đọa địa ngục vô gián, gọi là nghịch thiên. Cái nhóm cội nguồn này nè là do Cộng sản Việt Nam họ dựa vào sấm cơ để mà họ biết có Minh Dương. Cao Đức Toàn xưng là Minh Dương, còn cái ông bụng mập này á, là xưng là Phật Di Lặc. Cho nên họ là một đám nghịch thiên, đại nghịch thiên, lúc nào cũng chống lại với trời hết, và lúc nào á cũng không bao giờ chấp nhận sự thật. Họ có một cái thế lực rất là lớn và có ban có bệ, và họ đã trà trộn vào họ thiên tâm, Thiên Long Sơn trên núi rất là đông để phá hoại. Hôm nay thầy Pháp á, là con chó sói á, thì cũng thuộc về phe đó. Cho nên cái này là do thầy Pháp phát ra cho tất cả thiên tâm để mà thờ cúng. Những đứa nào mà nhẹ lòng, yếu lòng, tâm tánh nhiều màu nhiều sắc, chập chờn, mong cầu thì sẽ có một cái nghiệp rất là lớn, đó là gia đình sẽ tan nát. Vì những cái câu thần chú nhỏ hai bên đó, gọi ma gọi quỷ đến để mà mình là người dương, mình không có thể sống chung với người âm, cho nên phải ngay lập tức bỏ. Cái này là do cái đám thầy Pháp, đám văn hóa cội nguồn của Cao Đức Toàn. Họ là một đám nghịch thiên, cha sẽ trừng trị thẳng tay. Lý do tại sao là vì khi cái đạo ra đời, một cái thời mạt Pháp ra đời, nó phải đi song song, có chánh và có tà, nó phải có mặt trái và mặt phải. Hôm nay phụ nói thật hết. Còn những hàng đệ tử mà không vững tâm thì sẽ bị âm binh đó, nó xúi dục vô, rồi không nghe được tiếng của sư phụ. Nghe được tiếng sư phụ rất là bị tức, bị sốc, thấy hình ảnh sư phụ rất là bị tức, bị sốc. Đó là mình đang bị âm binh. Trong đó có một đứa đệ tử đã vượt qua được cái đó, thì cũng có cái clip mà mấy đứa quay bỏ lên mạng đó. Hải á, là nó vượt qua được. Họ rất là sợ sư phụ, sợ hình ảnh của sư phụ, sợ tiếng nói của sư phụ, và họ rất là sợ dấu thiên tâm. Cái văn hóa cội nguồn này nó đã có rất là lâu đời. Sư phụ chỉ cái xuất hiện khi mà cha với Đức Thầy kêu xuất hiện là từ năm 2018, nhưng mà họ đã xuất hiện trước đó hàng chục năm rồi, từ thời Kiều Nguyên Tá dài cho tới họ làm ra Long Qua Mật Tạng, rồi họ đủ hết. Nhưng mà họ, cái dấu hiệu đạo của họ cũng đi ngược nữa, là dấu này. Cho nên hôm nay là lời để mà sư phụ đừng có tuyên bố là ai mà theo cái này sẽ mãi mãi không bao giờ được về trời, sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Đây là tà. Các con phải nhớ kỹ cái dấu hiệu này, đó là tà, đi nghịch thiên. Những người này sẽ bị cha trừng trị rất là thích đáng. Trong một cuồng phiên nó cũng phải có chánh có tà. họ là do Đảng Cộng sản dựng ra. Đây là cái mặt của là Minh Dương. Bây giờ họ dựng người này là Minh Dương, chẳng có rồng hộ mệnh, cũng chẳng biết gì hết, để mà phá hoại sư phụ bao nhiêu năm nay. Rồi đây là cái người này họ cho là Phật Di Lạc. Mấy con thấy ai mà uống bia bụng bự cũng đều là Phật Di Lạc hay sao? Phật Di Lạc không có phải là hình tướng mà bụng bự giống như tượng mình thờ. Cái đó chỉ là một cái thời Bố Đại Hòa Thượng thôi. Cho nên họ chỉ dựa vào câu chuyện mô phỏng để mà họ biết cái chế độ Cộng sản sẽ sắp có ngày tàn, và họ dựng cái nhóm này lên để mà giống như coi trời bằng dung vậy, để hậu Cộng sản. Thì tất cả các họ Thiên phải cẩn thận. Mọi chuyện xảy ra từ những cái đệ tử trên núi cho tới Việt Nam, họ có một cái hệ thống rất là lớn, đều là do Long Hoa Mật Tạng, do cội nguồn này. Cái nhóm cội nguồn này đứng sau lưng và lôi kéo một đống đứa đệ tử hôm nay đi phục vụ cho nhóm cội nguồn, phản lại cha mẹ, dục hình tượng cha mẹ, bỏ kinh Lăng Nghiêm, bỏ thập chú. Mẹ có nói tu theo Di Đà Quan Âm chứ không có tu theo Long Hoa Mật Tạng cội nguồn. Mình có cuốn kinh Trời Phật cho mình trong tất cả các chùa đã đọc. Mình chỉ thờ Thượng Đế nhưng mà đọc thì đọc kinh của Phật. Cho nên tất cả các đứa con họ Thiên hôm nay nghe được cái này phải lánh xa, nếu không sẽ bị đọa đi theo đường tà. Và những đứa không phải họ Thiên cũng phải nên lánh xa. Còn những người mà một cái tổ chức lớn này nè, sau lưng có chính phủ Việt Nam, nếu mà tất cả các ngươi mà hôm nay rời khỏi cái tổ chức này thì còn ta còn có thể xin được với cha tha cái mạng. Còn nếu mà tiếp tục bắt đầu ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7, sau này sẽ lấy cái dấu cái gạch nói này để làm chứng. Và đừng có bao giờ nói là thiên tử không có từ bi. Ta đã xin nhiều lần cho các ngươi lắm rồi, nhưng mà các ngươi rất là mạo phạm, phạm thượng rất là nhiều, coi cha không ra gì hết. Các ngươi chỉ coi Hồ Chí Minh là Phật, cha của ta mới là Thượng Đế, Hồ Chí Minh là quỷ. Nên cái đảng này nè, nó nằm ở San Francisco, rất là gần với chúng ta, rất là nguy hiểm. Và nó đã trà trộn lên núi Thiên Long Sơn. Tất cả những đứa họ Thiên hôm nay trở mặt với núi mà để đi theo văn hóa cội nguồn này. Và cả thầy Pháp chó sói cũng là trong cái một trong những người trong cái nhóm này. Hôm nay là ngày cuối cùng, là đánh cái dấu mốc. Sau này đừng có nói là tôi không biết. Còn ai mà thờ cái dấu này, cái dấu này nó có những cái câu thần chú nhỏ nhỏ này á, khi mà ai mà vô tình đọc lên cũng giống như mấy cái câu của thầy Ruma vậy đó, thì làm cho con người bị điên dại lên, nóng nảy lên, thì ma quỷ nó tới. Họ là một cái connection, ai mà đọc cái này là một cái connection của thiên ma từ nhà này qua nhà nọ, thì chỉ vậy thôi. Cho nên sư phụ khuyên tất cả ai có cái này phải dục bỏ ngay lập tức, nếu không gia đình sẽ tan nát, rất là gặp nhiều xui xẻo đó. Phải bỏ. Còn Địa Tiên kinh của sư tổ Tư Hòa Thượng Xuyên Hóa là sư phụ của sư phụ. Sư phụ đọc kinh Địa Tạng, sư phụ biết Địa Tiên là tốt, cả triệu Địa Tiên là, cả sơn thần trên núi mình cũng gọi là Địa Tiên. Nhưng mà Địa Tiên này là Địa Tiên tà. Họ cũng như người chúng ta thôi, họ có thần thông. Long Hoa Mật Tạng họ cũng có thần thông, nhưng mà thần thông của Địa Tiên tà. Chúng ta có thần thông của Phật, của trời, bên nào cũng có thần thông hết. Các con cứ chọn bên nào cao hơn bên nào. hôm nay họ đã bị cha tiêu diệt và sẽ tiêu diệt. Sư phụ từ bi xin lại, cho nên bữa nay ra cái video này để mà cho một nhóm người trong Long Hoa Mật Tạng rời khỏi cái nhóm này ngay lập tức. Ta ra lệnh các ngươi phải dẹp cái Long Hoa Mật Tạng ngay lập tức. Nếu không á, các ngươi sẽ không có gì mà để quở trách được. Trời Phật không có từ bi nha. Ta đã xin quản lại được một thời gian để mà cho các ngươi có thời gian suy nghĩ. Thì hôm nay cái video này á, là nói lên cái đó. Họ đang bị tất cả các thiên binh thiên tướng guồng quét. Còn những đứa họ thiên mà thờ cái này phải bỏ. Nếu không á, thì đừng có nói là sao thiên tử xuống trần cái gì cũng biết mà lại không nói lên mấy cái này. Thì đã có video làm chứng. Video này địa tiên có cái dạng cả ngàn địa tiên, họ như con người chúng ta, nhưng mà địa tiên á, cũng có quỷ nữa đó, tà nữa đó, thiên ma nó cũng ở trên trời. Cho nên những cái đứa mà học trình độ lớp mẫu giáo không có biết á, thì đừng có nghịch lại. Riêng cái địa tiên mà những cái câu thần chú nhỏ nhỏ này là cái gì? Khi mình đọc thần chú mình phải biết, và nó không phải sự kiểm chứng của những hòa thượng. Giống như Đại Bi hay Thập Chú hay là Giảng Sanh thì trong chùa các hòa thượng đã đọc qua rồi thì mình đọc. Còn những câu thần chú lạ quắc mình không biết. Giống như mình kêu tên của một con ma con quỷ tới nhà mình mà mình không biết, mà mình cứ kêu. Rồi á, người ta chỉ vẽ cái chữ là địa thần, địa diễn này, ngài địa thần. Thiếu gì ngài địa thần, ông Sơn Thần cũng là ngài địa thần. Nhưng mà mấy câu thần chú này mấy con biết là cái gì không? Đó là quỷ đó. Quỷ nó cũng gọi nó là địa thần vậy. Nó xưng cha được thì tại sao nó không xưng địa thần được chứ? Sao các con ngu quá vậy? Sao các đệ tử ngu quá vậy? Lại nghe lời cái đám Long Hoa Mật Tạng này nó gạt các con, để các con đi vào đường địa ngục. Có muôn trùng địa thần, nó còn xưng thượng đế được thì xưng địa thần sao không xưng được chứ? Có muôn trùng địa thần, cũng có người xấu người tốt. Làm ơn dục đi. Còn ai là Minh Dương thì các con từ từ sẽ biết. Các người trên thế giới sau này sẽ biết. Nhưng mà vì lòng từ bi cho nên hôm nay phải nói mấy lời, để sau này không có ai mà một chút oán trách trời với Phật. Ma nó diệt ma đó, quỷ diệt quỷ trong lúc này. Lúc mà sư phụ và Đức Thầy xuất hiện thì chỉ là thu dọn chiến trường thôi. Đừng bao giờ xúc phạm đến mùi của sư phụ nữa. Ngọc Thiên Đại Đế tức là nhị trời, là ông trời đứng hàng thứ nhì sau Ngọc Hoàng Thượng Đế, là cha ruột của mùi. Ngài rất là đau lòng đó, biết không? Bao nhiêu năm đã vùi dập người ta đủ rồi. Thôi hôm nay có mấy lời. Xa lánh văn hóa cội nguồn, xa lánh ngài địa thần, xa lánh Long Hoa Mật Tạng nghịch thiên, xa lánh thầy pháp chó sói, xa lánh mong cầu sân si, xa lánh nghe tiếng kêu tiếng gọi của những người bị ma tâm nó nhập. Cái đầu dây điện thoại này gọi qua đầu dây điện thoại kia, thì khi họ dùng âm binh thì con ma nó nhảy qua đầu dây điện thoại bên kia, nó chuyển tâm cái người nghe. Đó là lý do tại sao ngày nào cũng khuyên tất cả hàng đệ tử phải đọc Lăng Nghiêm Thập Chú. Người nào mà không có tu, không có đọc á, thì sẽ bị. Xa lánh cội nguồn. Đây là dấu hiệu của họ. Họ nói là Nam Mô Amen, làm những cái chuyện Nam Mô Amen. Nam Mô tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Amen tức là Amen ở trong ấy. Họ cứ ghép, họ nói đầu gà đích dịch, và họ giỏi nhất là xuyên tạc. Nhưng mà cái của họ vẫn là bưng bô chế độ cộng sản với ma quỷ là một, ma quỷ với cộng sản cũng là một, họ đều giống nhau. Hôm nay chánh tà lưỡng lập, tất cả các mọi người, các họ Thiên hay là Long Hoa Mật Tạng không có biết đi theo họ. Hôm nay ta tuyên bố một điều, đó là dẹp cội nguồn Long Hoa Mật Tạng, nếu không ta sẽ ra lệnh tất cả các vị. Hôm nay ta nói thẳng cho Cao Đức Toàn nhà ngươi biết, bao nhiêu đó đủ rồi, đóng phim đủ rồi, ngừng đóng phim đi, nếu không ta dậm chân ra lệnh là các ngươi sẽ biết. Tạm biệt.